Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với Ship Thầu FX. Hôm nay tiếp tục xe kèo sát thương nhẹ các bạn nha. Thì ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một kèo Europe Dilemma Token ở trên mạng BSC. Đó chính là kèo Dithagon. Kèo này thì tổng cung của nó chỉ có 10 triệu thôi các bạn, rất đáng để lem nha. Và mình thấy lộ trình cũng ổn. Số ví hiện tại là 10.000 ví, nó vừa ra tầm cỡ 3 ngày thôi, 2-3 ngày gì đó. Và cái số lượng token mình lem được sẽ là 10 token. Rồi phí ra chỉ có 0.14 đô thôi các bạn nha. Con này ra thì chưa có list ở trên Bankat đâu. Và lộ trình của nó thì mình thấy cũng có vẻ ok. Nếu mà đúng như lộ trình thì nó sẽ list ở trên một cái sàn tập trung, đó là sàn Bitmart. Và thêm một cái sàn phi tập trung nữa, đó là sàn Bankat. Hai sàn này các bạn nha. Rồi và em đi. Nói chung là phí ra rẻ thì đáng để chơi mà đúng không? Để em kèo này thì đường link mình có đặt sẵn ở trong phần mô tả video, các bạn bấm vào đường link để truy cập và sẵn ủng hộ kênh luôn các bạn nhé. Mình đã thử một ví rồi, bây giờ mình cái này và mình làm ví thứ hai để xem cái nó có thay đổi gì cái số lượng token lem được hay không ha. Lem connect ví. Bấm lem lại một lần nữa các bạn nhé. Đây phí ga chỉ có 0.05 thôi các bạn. Hồi sơ hồi sáng là tầm cỡ 0.04 mấy, nói chung chênh lệch không nhiều. Xác nhận rồi mà kỳ vậy. Mấy kèo đi lem này mà chờ đợi các bạn nha. Con này thì trong vòng 30 ngày nữa nó mở bán, đang mở bán resell 30 ngày. Sau 30 ngày thì nó sẽ bắt đầu tiến hành list sàn. Nếu mà đúng lộ trình mà vậy nha, nhưng mà lộ trình thì cũng do cái team phát triển nó thông báo thôi chứ. Đã xác định là kèo số số mà, rồi mình add cái hợp đồng vô thử coi nhận được bao nhiêu nhé. À, được 20 luôn các bạn, có lý ha, sao kỳ vậy ta. Hồi sáng tôi em được có 10, giờ được lên được 20 rồi. Không, mình em hai lần các bạn. Thôi kệ ha, vậy cũng được, ngon á. Và phí ga đây có bao nhiêu, kiểm tra chính xác cái phí ga. Ồ, sao phí ga rẻ nha, có 0.08 đô thôi các bạn ơi, 0.08, chưa được 0.1 đô nữa, quá rẻ ha. Rồi kèo này hốt được, quá ngon. Để coi xem có cái gì hấp dẫn nữa không. Rồi sau khi em xong, các bạn có thể copy ví nè, dán vô để lấy cái địa chỉ rep để có thể chia sẻ cho bạn bè hay là mời thêm bạn bè gì đó tham gia. Còn không thì ABCD với nhiều ví các bạn nhé. Đây copy đường link này đi chia sẻ thôi là xong. Nói chung mấy cái kèo mà tham gia đi lem như vậy nè, ICO á, và cũng không thông tin gì nhiều để tra cứu đâu. Bankat và Bitmax rồi gì nữa không, cũng không có gì về đặc sắc hết đúng không. Tổng cung nó sẽ chia bên ở trên Bankat 30%, team founder 5% và bị lock lại trong vòng 6 tháng không được quyền xả. Rồi hồi đại khái vậy ha, thêm 11% chắc là đưa vô cái quỹ đứng đốt nè, đốt 11%, resell 30%, Europe 20%. Vậy và tổng cái số Europe nó đi thưởng là bao nhiêu nhỉ? 20% của 10 triệu hả các bạn, là bao nhiêu, và 2 triệu đúng không. Rồi như vậy là xong các bạn nhé. Trong quá trình thao tác có gặp cái vấn đề gì thì các bạn hãy để comment, mình sẽ chia sẻ. Đừng quên like, share cũng như bấm subscribe kênh, ủng hộ kênh luôn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.